Sau một thời gian dài nghỉ hát, sắp tới đây khán giả sẽ được thấy Hoài Lâm tái xuất trên sân khấu với vở cải lương Lan và Điệp. Tại buổi họp báo của vở diễn vào chiều ngày 17 tháng 7, Hoài Lâm đi cùng với bạn gái của anh là Bảo Ngọc và đã có những chia sẻ với báo chí. Sự xuất hiện của Hoài Lâm đã nhanh chóng gây sự chú ý của mọi người, bởi lẽ đây là một sự kiện hiếm hoi mà anh chịu công khai tham gia. Có lẽ đây là dự án do anh ruột của bạn gái thực hiện nên Hoài Lâm mới gật đầu tham dự và đến buổi họp báo với mọi người. Thời gian qua, anh khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố dừng ca hát. Và gần đây, Hoài Lâm đã rục rịch trở lại với một diện mạo mới, tóc mới và nổi loạn hơn. Con nuôi Hoài Linh chia sẻ, mình phải thay đổi nhiều để có thể lo cho vợ con, nhưng lại từ chối xác nhận việc mình đã lên chức ba. Trong vở cải lương Lan và Điệp, Hoài Lâm sẽ vào vai Xuân và có hai phân cảnh, hát mở đầu vở ca khúc Lan và Điệp. Và cảnh lên Sài Gòn báo tin cho Điệp do Chí Tâm thủ vai, rằng Lan do Thanh Kim Huệ thủ vai đã vào chùa. Lan và Điệp là dự án mới nhất của Hoài Lâm nhận lời sau khi nghỉ hát từ tháng 7 năm 2018. Ca sĩ cho biết không muốn bản thân trở nên nhàm chán, mất cảm xúc. Một năm nghỉ hát, Hoài Lâm chủ yếu dành thời gian bên gia đình của mình.